Tiến sĩ Lê Đăng Doanh khuyên người dân tỉnh táo trước tin sự thật của phản động. Mới đây, trong loạt bài viết phê phán về việc tỉnh táo trước thông tin xuyên tạc phòng chống dịch COVID-19, nội dung phản ánh tình trạng nhiều tổ chức, cá nhân cố tình xuyên tạc thông tin, vụ việc liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 để đả phá chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết, gây mất niềm tin. Chuyên gia khuyến cáo cần hết sức tỉnh táo trước những luận điệu này. Đáng chú ý, sau khi đưa ra ví dụ điển hình cho hoạt động xuyên tạc, việc xử lý giảng viên Đại học Duy Tân lợi dụng giảng dạy xuyên tạc công tác phòng chống dịch hay về trần thủ đoạn của các đài báo nước ngoài như BBC, RFA, VOA xuyên tạc việc công an, quân đội tham gia phòng chống dịch bệnh thì báo Thanh Niên phỏng vấn tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Và ông này là người đưa ra lời khuyên với người dân như sau. Người dân cần hết sức tỉnh táo, đây là những thông tin sai sự thật do các đối tượng phản động bịa ra. Chúng đưa ra luận điệu sai trái, xuyên tạc với mục đích công kích, chống phá, hạ thấp uy tín và vai trò quản lý của nhà nước, chính sách, biện pháp, cách thức phòng chống dịch bệnh, gây hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với công tác phòng chống dịch bệnh cấp bách hiện nay. Với ai không biết về vai trò, ảnh hưởng của tiến sĩ Lê Đăng Doanh, hẳn đều nghĩ rằng đây là những lời khuyến cáo đáng tin, có trách nhiệm với một trí thức, một học giả. Nhưng với những ai vốn theo dõi các đài BBC, VOA, RFA hay hoạt động của nhóm Văn đoàn Độc lập, Diễn đàn Xã hội Dân sự, phản đối sửa đổi hiến pháp 1992, nhóm Bauxite Việt Nam, của nhóm trí thức bất mãn, cơ hội chính trị, chống chính quyền lâu năm, thì hẳn sẽ không thể không hoài nghi ông Lê Đăng Doanh có đang nói thật. Nói thực tâm, nói chân thành, hay là người nói một đằng là một nẻo. Ai cũng biết, ông Lê Đăng Doanh thường xuyên trả lời phỏng vấn báo đài nước ngoài, nhất là BBC, tuy nội dung ít cực đoan, mang tính phát biểu chính kiến, đóng vai trò phản biện ôn hòa, đôi khi ủng hộ trả tự do cho số đối tượng chống đối. Nhưng vấn đề đặt ra, nếu ông biết rõ BBC cũng như VOA, RFA là cơ quan truyền thông do nước ngoài lập ra, tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam, phục vụ lợi ích quốc gia của họ, thì sao ông vẫn chọn làm đối tác phản biện, không ngại những nội dung trả lời phỏng vấn thường do họ lợi dụng, bóp méo, khai thác phục vụ cho động cơ chính trị của họ. Trong khi đó, trên lĩnh vực kinh tế, ông Lê Đăng Doanh vẫn là một chuyên gia có uy tín, được báo đài, chính quyền trong nước trọng vọng, thường xuyên hỏi ý kiến, phỏng vấn, mời hội thảo, chứng tỏ ông không hề bị bịt miệng, phải chọn những nơi đó để phát ngôn. Thêm nữa, những trí thức mà ông Lê Đăng Doanh hay giao lưu, ký tên thư ngỏ chung như Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi đều là những trí thức bất mãn, chống phá nhà nước cực đoan, gây bức xúc dư luận, bị truyền thông và các cơ quan chức năng cảnh báo lên án thường xuyên. Chính họ đã và đang chung tay nuôi dưỡng, hậu thuẫn, cung cấp, chia sẻ, phụ họa, tung hứng những thông tin sai sự thật, xuyên tạc chống phá nhà nước trên những trang web như Tiếng Dân, Bauxite Việt Nam, Văn đoàn Độc lập. Mong rằng ông Lê Đăng Doanh, với uy tín và ảnh hưởng trong giới khoa học Việt Nam, được báo chí nhà nước, được cơ quan chức năng trọng vọng, hãy chọn bạn mà chơi. Những người bạn của ông, những cơ quan truyền thông mà ông hợp tác, lại chính là nơi sản xuất tin sai sự thật, chống phá đất nước nhiều nhất. Thì hãy tránh xa, đừng để họ khiến ông bị lấm lem, và đừng để dư luận hoài nghi những tiếng nói tích cực xây dựng của ông.